Ok, xin chào anh em. Thì trong video này mình sẽ nói về Ninja SR Battle Pass ở trong trò chơi Naruto Mobi và chia sẻ một số cái cách cũng như cơ chế combo của Ninja Momoshiki trong đợt này. Rồi, ok, thì arc này là arc của Ocean nha, không phải là arc của mình. Mình cũng rất cảm ơn Ocean cho mình arc. Rồi, thì đầu tiên đó là về cái cơ chế để mà nhận Ninja SR Battle Pass á. Thì một ninja thì nó chỉ tồn tại trong vòng 3 tháng nha này. Khoảng anh em có thể coi là từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 23 tháng 9. Đấy, hơn 3 tháng một xíu. Đấy. Thì nếu mà sở hữu bất kỳ mảnh ninja nào trong mảnh ninja SR Battle Pass này á, trong trò chơi Naruto Mobi thì bắt buộc anh em phải nạp. Đối với gói 25 tệ thì anh em chỉ có thể cày được 80 mảnh nếu mà cày từ đầu mùa cho tới cuối mùa. Và đối với 198 thì anh em có thể cày full một con, nhưng mà yêu cầu là anh em phải cày từ đầu cho tới cuối mùa nha anh em thì nó mới đủ, còn không thì sẽ bị sót mảnh. Đó, ok, thì bắt buộc là phải nạp mới có luôn nha anh em, còn không nạp và sẽ không cày được bất cứ mảnh nào luôn. Nói chung là cái con này là tiền. Ok, thì sau khi mà anh em cày được 200 cấp giống như Ocean thì anh em có thể sử dụng cái điểm này để anh em mua mảnh. Đấy, mua mảnh SR cũ. Ok, thì sơ qua vậy thôi, nên có thể nạp, nên là muốn hỗ trợ nạp thì có thể liên hệ mình, nó chỉ đơn giản vậy thôi này, nạp với là cày. Còn cái cơ chế cày thì từ lúc trước thì mình đã cũng đã có một cái video giải thích cụ thể luôn rồi, từ một tuần cày được bao nhiêu cấp đó. Ok, thì nhiệm vụ thì nó cũng khá đơn giản thôi, nó không có quá là khó đâu nha. Rồi, đây là về Momoshiki thì mình mới thấy là lần này thì dồn đam cộng cái hiệu ứng của nó rất là khó chịu, và hầu như là anti của nó là không thể thoát được nha anh em. Chỉ khi mà nên anti, nó vừa anti mà em có gỗ anh em nhắn thế thằng cái là thì mới thoát được thôi, còn mà nó đấm vô cái trạng thái đấm thì không thoát được đâu nha anh em. Rồi, mình sẽ nói về cái đoạn đánh thường của Momo này sẽ có 5A nha này, và em có thể ở cái giai đoạn ở 3A thì em có thể đảo hướng đấy, và ở cái A thứ tư á thì em có thể gọi là kết hợp với lại cái chiều hài hoặc là chiều phụ, còn cuối cùng là sẽ bay lên đối phương, bóc đối phương và xin là tên xe nha nè. Nói chung là cái đòn thứ tư và thứ năm thì em bắt buộc là phải trúng cái địch thì nó mới kích hoạt được đấy, liền hoàn toàn có thể di hướng cái địch được nha. Rồi, đó là về cái đánh thường thì nó sẽ còn có một cái nữa là khi mà em kết hợp với lại chiều hài hoặc là chiều phụ á thì mình sẽ nói sau. Rồi đầu tiên mình sẽ nói về cái chiêu một thì anh em sẽ nhấn giữ được nha, đam rất là to, khi mình em thả ra thì nó sẽ bắn, em có thể thấy là nó bắn đam rất là to nha. Và tiếp đến là anh em không cần nhấn giữ thì anh em sẽ bắn rất là nhanh, bắn như thường là nó sẽ bắn nhanh luôn. Đấy, còn không thì anh em nhấn một lần thì nó cũng bắn rồi. Ok, thì khi mà anh em cái chiêu này á, anh em có thể hoàn toàn là lúc mà bắn sẽ có một ít kháng cứng nhẹ. Anh em có thể coi này, mình làm lại đây, anh em nhấn giữ chiêu một nha. Đây, để có thể thấy là khi mà cái địch nó dính này. Đấy, rồi đàm rất là to, đàm một phát mà nó kéo tới đầy luôn. Rồi chiêu hai thì sẽ có rất là nhiều dạng. Đầu tiên thì nếu mà anh em nhắn cái chiêu này trong lúc mà cái địch nó đang sẽ chiêu á, đây anh em có thể coi khi mà em nhắn đa sẽ chiêu đúng không? Tuyệt vời. Đây, cái con còn đưa tôi ở đa sẽ chiêu gây sát thương các kiểu á, thì nó sẽ phân ra hai loại sát thương, một loại là sát thương vật lý thể thật á, và một loại là nhắn thực là năm hệ nè, năm hệ trong phải cho nên tôi ở trong anime Naruto đó, phong lôi thổ rồi thủy và hỏa đấy. Ok, thì khi mà con Boruto này nó bắn chiêu hiệu phong đúng không? Đấy, anh em có thấy là cái chiêu này con này nó sẽ hút được, và nó sẽ thêm một cái nhánh chiêu phụ của nó. Ok, thì khi mà nó ra được cái nhánh chiêu phụ này thì cái chiêu phụ này nó sẽ có nhiều công dụng lắm nha nè. Nó sẽ tối đa một con Momo này tích tối đa được hai nhánh chiêu phụ, và qua trận thì sẽ mất nha nè, không có cộng dụng được. Và anh em lưu ý là cái chiêu này nếu mà anh em bắt hụt á, anh em hoàn toàn có thể, nếu nó sẽ vô hai trường hợp nha nè, khi mà bắt hụt á, một á thì anh em bỏ luôn thì nó sẽ CD 8 giây,
Còn nếu mà anh em bắt hụt, anh em nhắn nó thử một lần nữa thì con này nó sẽ lao tới, nó sẽ cướp đi một cái gọi là thêm một nhánh dư phụ nữa. Mà nếu mà anh em bắt hụt luôn á thì nó vẫn sẽ là nó sẽ CD lâu hơn nha, từ 2 giây. Đây, ok, thì mình sẽ nói về hai cái nhánh chi phụ này. Thì cái chi phụ này thì chi phụ dạng thể thuật đây thì nó sẽ lướt tới nha, này lướt khá là đau á. Và khi mà anh em hồi nãy anh em có thấy là khi mà con này mà nó đã bắt được á, thì nếu mà anh em nhắn luôn cái nhánh chi phụ á thì nó sẽ trống cọc xuống luôn nha, này trống cọc không thể thế thăng được luôn trong một thời gian cũng khá là ok á. Đây này, này coi này, hay đây, con này nó sẽ đóng cọc rồi và nó bay tới nó chém. Ok, thì đó là về khi mà kết hợp với lại cái nắm ở dưới đất. Còn khi mà nắm ở trên trời ấy, mà cái nãy mà nó cái đòn đánh thường dạng 4A em đấy này, khi mà đánh thường dạng 4A nó lao tới nên nó chiều là nó sẽ như này nha. Ok, thì các chiêu nguyên tố thì nó cũng sẽ tương tự. Đây, mình sẽ thay đổi chiêu à, và có một cái đó là cái combo kết hợp giữa cái chiêu 2 với lại chiêu 1. Đây, bắt cục ra luôn, bắt về đây hoàn toàn có thể điều hướng được. Đây, nhận thấy là nó sẽ đếm cái quả này đau rất là to này. Chủ là cái này ném vô là nó sẽ dùng đào vô và cái địch nó bị cầm dưới đây này, thì khi mà nó bị đóng cọc thì là không có thoát gỗ được trong một thời gian nha. Rồi mình sẽ đổi sang con những con ví dụ như Itachi cho dễ hút bên này, thì nó sẽ rất là nhiều nha, nên hóa phong lôi độ rất là nhiều cái Itachi đâu ta. Đây, Itachi là chiêu 2 đúng không? À, chiêu 1, sorry, chiêu 1 ở đây. Đây này, đây này không? Nó sẽ có cái này, nó sẽ không mất nha, nên chỉ khi nào em xài và qua trận thôi. Dù đánh thua hay là đánh win cái địch thì qua trận cái này cũng sẽ mất. Đấy, thì cái chiêu này em có rất là nhiều dạng nên kết hợp. Ví dụ như đây, anh em sẽ đánh tới 4A. Đấy, em sẽ nó sẽ thống cứng như vậy. Còn có một cái đó là nó sẽ ném, nói chung thì cái ném thì nó sẽ phạm vi rất là xa. Đây, chiêu 1 đúng không? Này anh em có thể ném cái phạm vi của mình, ném con phụ hoài này, ném cũng khá là xa đấy. Rồi, và còn một cái nữa là hình như là nó sẽ bay lên cao, nó dậm xuống này, nói chung thì nó cũng mình là bấy nhiêu thôi. Rồi, thì Momo này sẽ có một cái combo gọi là mình thấy rất nhiều cầu thủ hay là ai đội cũng tận dụng, đó là khi mà hầu như mà đến giai đoạn vừa vô mà thế thằng một cái mà con Momo này nó cái chiêu của nó dồn đam rất là kinh lên này, kiểu mà cái thanh máu của cái địch mà tầm 4 chấm bằng ngang với lại 4 chấm chắc ra là đã dồn được rồi, kiểu như vậy này nè, sẽ dồn vô cái chiêu một đó, sau đó bắn một phát này, sau đó mình sẽ kết hợp với lại chiêu này, sau đó đánh cọc và anh ti này là không thoát gỗ được nhanh được. Cái địch đang bị đánh cọc và không thoát gỗ là bỏ luôn cái giai đoạn này. Bị nếu mà cái giai đoạn này anh em thấy được, cái con Momo này nó sẽ có một cái giai đoạn này nó có thể thiếu thăng được nha. Đây, này là anh ti đúng không ta? Đúng rồi, anh ti không kịp luôn hết. Đây, và hãy giờ này mình nhớ là cái MT của nó là cái khúc đầu nó vừa chạm lại nên có thể thoát được. Này, bấm bên kia chính xác bấm bên này, đào của nó rất là to. Rồi, đào của nó nằm được cái chiều bộ này. Rồi, đây, MT đúng không? Ừ, vậy là không thoát được luôn em. Nói chung là con này một khi nắm được khó thoát nha. Vậy mà mình tưởng hình như là nó cái lúc đầu cái lúc vừa mới ra là nó thoát được, nhưng mà sau mấy bát update thì khỏi thoát luôn rồi nè, kinh vãi. Ok, thì đó là một số cái chia sẻ về cái bộ kỹ năng của Momoshiki này. Momoshiki này đánh khá là kinh rồi nè, thì lấy con này cứ dồn đam thôi, cứ bắn này. Nếu mà muốn bắn cái địch bắn nhanh thì vừa vô bắn luôn, dài là được rồi.
bắn khá là nhanh anh em ạ. Đấy, không cần giữ, nhưng mà bắn thả là nó bắn, là chứ không phải là bắn thường mà mình nó nhập. Rồi thì nó tích hai cái điểm, hai cái chiêu phụ là bắn tính mana cho nó, bắn tính chất tài cho nó. Ok, chúng mình mà có những trường không có được. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix.
But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it, eh, eh. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it, eh. I need an old man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette. Join the army.
открой, пошучу пару, я свой. На этом празднике души, а ну-ка наливай бортовой. Телами танцпол, кишит дым, между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай, пока горит, кому не лень. Поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало, тень уснули города. Но в этом океане мы до утра тусим, хватило бы сил. Подхожу к тебе, чтобы спросить. Ты мне дашь снова, ты мне дашь. Ты мне дашь, ты мне дашь. Снова ты мне дашь. Ты мне дашь, ты мне дашь. Снова ты мне дашь. Ты мне дашь, ты мне дашь. Снова ты мне дашь. Ты мне дашь. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада, тамада. Это дома пузыри, попивать на празднике жизни. Пора зажигать, танцпол горит, всякий дымит. Девушки знают, кто тут залип. Руку в небо, ноги в пляс. Это движняк, снякся на басу. Я манду роман, зажигай бы бабуля. Плотные шкуры, пача плитбули. Снова на полике, чтобы трясутся. Дело мое тут жаркая туса. Словно подарок небесно качай. Диджей вернулся, людям задай. Сочи до утра, подожди голову. Хватит стесняться, иди сюда. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада, руки вверх, моя колобанга. Хода пусто, внутри моя банда. Любит эти стили, люби и дела. Кайфую стрела, кровать на дела. Степи цвет, там моя рогатон. Собираю толпы, мой Вавилон. Ты мне дашь, слово, ты мне дашь. Ты мне
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Yeah.
lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent.